Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Nam Nô, chương 9. Trong cơn cuồng nộ tột cùng, Hạ Hầu Lan không hề hay biết phía sau đám đông nô lệ có mấy kẻ đang sung lẩy bẩy, mặt cắt không còn một hột máu, sắp khuỵu ngã đến nơi. Là bọn họ, chính bọn họ cố ý hành hạ ca ca ta, kết cuộc hại ca ca ta mang thương mà chết. Theo hướng tai của Dịch Châu vừa chỉ, liền nghe thấy tiếng sòn sọt vang lên. Chu Quảng Nô cùng với lại tay chân của gã đã quỳ sụp xuống đất, run lập cập. Một dòng nước bốc mùi khăng khẳng thấm lon ra nơi đũng quần của chúng, rồi toản toản nhỏ xuống đất. Kết cuộc chẳng cần bàn thêm, bọn Chu Quảng Nô một người cũng không thoát được. Tất cả bọn chúng bị trói gô sau xe ngựa, lão đạo lê gót tới nơi bọn chúng kinh sợ nhất, Đại Lao. Ở đó, chờ đợi bọn chúng chỉ có những bản ác lạnh khóc vô tình. Lại nói Hạ Hầu Lan tuyệt đối cũng không để cho bọn chúng được chết dễ dàng. Cho nên những ngày phía trước đây không biết sẽ có bao nhiêu cực hình chờ chực. Bên trong xe ngựa, Dịch Thị vẫn ngậm Đình Hồn Châu nằm trong lòng của Hạ Hầu Lan, gương mặt phảng phất một vẻ yên bình. Du Liệm ngồi ngay kế bên, hắn nhìn hạo hồ của mình một hồi, nhìn không được mà lẩm bẩm. Lại còn thế nữa cơ đó, đến giờ còn chưa chịu buông hắn ra, ngươi đặt hắn nằm xuống đệm không được sao? Sau này muốn ôm còn lắm thời gian mà. Hạ Hầu Lan cười khổ lắc lắc đầu. Du Liệm, ngươi vốn không hiểu Dịch Thị. Đây có lẽ là lần cuối cùng ta được ôm hắn vào trong lòng thế này, ta buồn sao được chứ? Lại cúi đầu, áp mặt lên gò má của Dịch Thị, nhỏ giọng thì thầm. Nếu ngươi thật sự hồi sinh, nhất định sẽ không cho ta chạm vào ngươi nữa, đúng không? Dịch Thị, ngươi muốn thế nào cũng được, nhưng đừng tàn nhẫn bỏ ta lại. Cô độc, lần hồi xuân thu, có được hay không? Du Liễm liếc mắt xem thường, hừ nhẹ. Không có phải lo. Ngươi đây là quá coi thường thần thuật của ta hả? Ta nói có thể cứu hắn sống lại, tức là hắn sẽ sống lại. Vẫn ngây ngẩn, nhìn đôi mi khép chặt của Dịch Thị, Hạ Hầu Lan lắc lắc đầu nói. Ta tin tưởng ngươi có thể hồi sinh, nhưng dù thế nào cũng không có nghĩa ta không mất hắn. Ta tự hiểu rõ, đã làm ra chuyện tuyệt tình đến như vậy, Dịch Thị nhất quyết không bao giờ tha thứ cho ta đâu. Đến lúc này, Du Liễm cả giận mạnh tay đấm Hạ Hầu Lan một quyền, lại bực bội nói. Hạ Hầu Lan, ngươi rốt cuộc có còn nhớ mình là ai không vậy? Ngươi là Lạc Vương đó. Hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu nô lệ trên nông trường của ngươi. Các ngươi so ra chính là như sư tử oai hùng cao quý bên cạnh một con kiến thôi. Giờ ngươi vì hắn lại tận tâm như vậy đã là ân huệ hiếm gặp rồi. Ừ, thì ta biết các ngươi có tình cảm sâu đậm, nói vậy cũng thì hơi quá. Thế nhưng ngươi có gì phải sợ chứ? Chờ ngày sau có cơ hội thích hợp, ngươi lại tạo cho hắn nhiều ít công trạng, rồi theo ấy mà lập hắn làm vương phi là được rồi. Ngươi xem ngươi kìa, thật sự lúc này một điểm cũng không phải là Lạc Dương nữa rồi. Lo lắng của ta rút cuộc lại thành sự thật. Tự nhìn lại mình đi, ngươi giờ không phải đã vì hắn mà thay đổi quá rồi sao? Hạ Hậu Lan buông một tiếng thở dài, buồn bã cười nói. Đổi lại ngày trước, hắn có thể vì ta phong hắn làm vương phi mà vui mừng. Nhưng bây giờ bất luận cái gì cũng muộn rồi. Dù ta có thể để cho hắn làm hoàng đế, hắn cũng vô phương tha thứ cho ta. Du Liễm, ngươi không hiểu Dịch Thị hắn cao ngạo đến giường nào đâu. Giờ ngẫm lại, ta cảm thấy mình đúng là quá ngu ngốc. Vì cái gì lại đem thân nhân hắn ra bức ép hắn chứ? Ta không phải vẫn luôn biết rõ hắn coi trọng nhất chính là cốt nhục tình thân hay sao? Hiểu thấu hắn bề ngoài kiên cường, nhưng bên trong thật tâm nhu hòa như nước. Vậy mà ngày đó ta còn không thèm nghe hắn nói cho hết lời. Điều là ta quá ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc. Hắn cứ nói một câu, lại nắm tay đập lên trán của mình một cái. Mỗi quyền đánh xuống, chỉ chốc lát sau đã sưng đỏ. Du Liễm ngoảnh đầu đi, tức giận mắng. Giờ ngươi nói những cái điều ấy thì có ích gì chứ? Có giỏi thì đem mấy cái câu đó nói cho hắn nghe, rồi từ đây về sau dùng chân tình mà đối đãi với hắn. Ngồi đó mà tự hành hạ mình, không bằng hảo hảo tính xem khiến hắn hồi tâm chuyển ý như thế nào. Không phải là ngươi nói hắn rất yếu lòng hay sao?
Hai, ấy là đối với những kẻ đồng cảnh ngộ thôi. Còn với một vương gia chủ nhân như ta, hắn ấy à, vẫn luôn sẵn lòng khinh thường, mà ta lại còn làm ra cái chuyện như vậy nữa chứ. Giờ hả, bảo ta mà mang thịt của mình á, xé ra nấu cho hắn ăn á, cũng đừng mong hắn tha thứ. Hạ Hậu Lan rầu rĩ nói, có điều hắn cũng thật là nói trúng với tính khí của Dịch Thị. Tạo tri kim nhật, hà tất đơn sơ. Du Liễm bất đắc dĩ mà ngâm lên một câu, rồi cũng không buồn nói thêm gì nữa. Xe ngựa lộc cộc chạy hơn 2 canh giờ, rốt cuộc về tới vương phủ trước hoàng hôn. Du Liễm còn về phủ lấy một số thần khí, rồi lại tất tả quay lại, đã thấy Hạ Hậu Lan phân phó chuẩn bị xong mọi thứ theo lời của mình dặn. Hắn cũng không thể chậm trễ thêm, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, một mình ở trong phòng hành lễ chiêu hồn phụ thể cho Dịch Thỉ. Người trong phủ hầu hết đều biết vị quốc sư đại nhân này tuy không phải thần tiên, nhưng thật có được thần lực diệu kỳ, pháp thuật chiêu hồn phụ thể kinh thiên động địa như vậy mà xem ra quốc sư đại nhân nắm chắc sẽ thực hiện được. Quả là thần thông tột bậc. Bởi vậy, tuy Hạ Hậu Lan vẫn ngồi trong viện, nhưng bên đó đám người hầu đứng vinh chờ xem đã tầng tầng lớp lớp. Hạ Hậu Lan và hai người Hạ Hậu Thư, Vong Nguyệt lúc này tâm trí đặt cả nơi Dịch Thị, cũng không buồn để ý tới bọn họ. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về căn phòng đóng kín, chỉ hận không thể đục một bức tường để mà có thể nhìn tận mắt ở bên trong. Trán của Hạ Hậu Lan đã rịn đầy mồ hôi. Lúc này một khắc trôi qua đối với hắn mà nói, nặng nề tựa như một năm. Đang lúc thập phần căng thẳng thì cửa phòng lại chợt hé mở. Tiếp theo là Du Liễm mặt mày hơi nhợt, tiêu sói bước ra. Hắn cười khổ nói, thiếu chút nữa thì không còn nửa cái mạng này nữa rồi. Rốt cuộc thì cũng hoàn thành sứ mệnh. Hạ Hầu, ngươi đi vào đi, một lát nữa chắc hắn sẽ tỉnh lại. Lời còn chưa nói xong, Hạ Hầu Lan cùng bọn Hạ Hầu Thư, Vong Nguyệt đã chạy bổ nhào vào trong phòng, mặc kệ Du Liễm bị gạt qua một bên, đứng ngay người, rồi đành nhún vai. Quả nhiên đều có phẩm chất qua sông đoạn cầu. Quên đi, ta còn phải về phủ ăn thịt nai nướng. Hắn nói xong thì cũng nhanh chóng ly khai. Trong phòng có một lão thái y đang cung kính đứng chờ, hướng Hạ Hậu Lan mà bẩm. Vương gia, sau khi quốc sư đại nhân bài thuật hoàn thành, cụ thần đã chuẩn qua một lượt, vết bỏng của công tử thập phần nghiêm trọng. Bây giờ, dù không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải hảo hảo mà an dưỡng. Nói thật, nếu không nhờ vào hạt định hồng châu của quốc sư đại nhân, được tinh luyện từ vô số thiên địa kỳ bảo mà thành, thương thế kia hẳn đã vô phương cứu chữa. Hạ Hậu Lan gật gật đầu, chờ lão thái y lui ra ngoài kê đơn thuốc, hắn mới quay người lại nhìn Dịch Thị. Nào ngờ vừa cúi đầu thì xích chút nữa hắn đã hoảng hốt la lên, đã thấy đôi con ngươi trong suốt lạnh lùng mở lớn từ bao giờ. Dịch Thị lúc này đang nhìn chằm chằm, trong ánh mắt lấp lánh vẫn còn những cái tia nghi hoặc. Ngươi tỉnh rồi. Hạ Hậu Lan mừng sợ kêu lên, hắn vốn đã chất đầy một cái bụng những lời giải thích, hối lỗi, khẩn cầu, thề thốt này nọ, muốn nói cho Dịch Thị nghe. Thế nhưng trong khoảnh khắc đứng trước ánh mắt hỗn độn nghi hoặc cùng đề phòng, rồi lại thấy oán giận, khinh thường, đột nhiên một câu hắn cũng chẳng cất nên lời. Hạ Hậu Lan. Dịch Thị gọi tên hắn một cách do dự, rồi bỗng khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Sao? Vương gia cao quý ngươi, hóa ra cũng là ma đoạn mệnh sao? Thật không ngờ nguyền rủa lúc hấp hối của ta lại linh nghiệm như vậy. Hắn vừa dứt lời, Hạ Hậu Thư một bước tiến lại thấp giọng nói, Dịch Thị, ngươi đừng có nói bậy, ngươi không có chết. Vương gia đã dùng hạt định hồng châu của quốc sư đại nhân để cứu ngươi đó, ngươi có biết không hả? Định hồng châu đó là thế gian chỉ có 2 hạt thôi. Năm xưa khi vương gia thảo phạt Đông Vãn, quốc sư đại nhân mới đem tặng một hạt cho ngươi, có thể coi như là trân quý vô đối. Giờ vương gia không chút lưỡng lự đem cứu ngươi, bằng không sao ngươi còn được nằm ở đây mà trừng mắt chứ? Dịch Thị nhíu mày, lại liếc xung quanh một chút, đã thấy Vong Nguyệt đứng ở một bên, sung sướng không kìm được nước mắt mà vẫn cười đến ngây người. Nhìn thêm một chút cảnh vật xung quanh, lúc ấy hắn mới tin được mình thật sự đã được cứu sống. Ngay lập tức, Dịch Thị gạt chăn ngồi dậy, định bước xuống giường,
Có điều vừa mới hoàn hồn, thân thể sao có thể tùy tiện mà hành động. Bỗng chốc, hắn đã nhũn người ngã xuống. Hạ Hậu Lan cuống cuồng nhào tới ôm lấy hắn rồi vội vàng nói. Dịch thị, ta biết ngươi hận ta, nhưng có lời gì thì hãy chờ vết thương của ngươi khỏi hẳn rồi hãy nói. Ngươi muốn thế nào, ta cũng thuận theo ý của ngươi. Gì cũng thuận theo sao? Dịch thị dương mắt nhìn hắn, miệng nhậm đi nhậm lại bốn chữ kia. Bỗng hắn hé ra một nụ cười, sầu thảm đến nghiến răng. Đêm đó, ngươi cũng như vậy mà nói thích ta, nguyện ý cho ta tất cả, bất kể thứ ấy là có được nhận hay không. Khi ấy ta quá ngây thơ mới cảm động, còn mộng tưởng ấy là lời ngươi thề non hẹn biển, tình nghĩa vàng son. Thế nhưng kết quả thì sao? Ngữ khí của hắn bỗng đanh lại. Kết quả thì sao hả? Hạ Hậu Lan, ngươi không quên đó chứ, sự ngu ngốc của ta cuối cùng nhận lại được cái gì? Giờ ngươi còn muốn dùng những lời ngon ngọt ấy để lừa gạt ta nữa sao? Hạ Hậu Lan, dù ngươi khinh ta ngu xuẩn thì cũng đừng tự biến mình thành cái ngu muội chứ. Đừng quên, ngươi là Lạc Vương cao cao tại thượng, được dân chúng kính ngưỡng. Dịch thị! Hà Hậu Thư nóng nảy kêu lên, lại liếc mắt nhìn sang Vân Nguyệt, tiếc rằng nàng vẫn một mực trầm mặc đứng lặng. Trong khi ấy, Hà Hậu Lan đã cúi gầm đầu thổ thẹn, chỉ có thể không ngừng nói, xin lỗi, dịch thị, ta không phải. Ngươi không phải nói cái gì nữa hết, cũng không cần hối lỗi. Dịch thị đột ngột ngẩng đầu lên, cao giọng nói tiếp. Ngày đó, ta đã nói rồi, ta còn muốn cảm tạ ngươi dạy cho ta bài học trọng yếu nhất đời ngươi. Hạ Hầu Lan, ta sẽ không quên điều ngươi dạy ta đâu. Bởi thế, ngươi đừng si tâm vọng tưởng rằng lại dùng cái thứ chân tình của ngươi để cảm động lòng ta. Tâm của ta sớm là vì hiện thực mà vỡ nát rồi. Hơn nữa, ngươi cũng nên rõ ràng định Hồng Châu trân quý kia hoàn toàn không phải ta cầu ngươi cho ta. Nói thật, nếu khi đó ta có khả năng phản đối, ta tuyệt đối không đời nào nhận lấy bất kỳ thứ gì đã bị ô nhiễm bởi sự giả dối của ngươi. Dù ta có chết, dù ta bị đầy xuống địa ngục, vĩnh viễn không được luân hồi. Ngươi đã minh bạch lời ta nói chứ? Hạ Hậu Lan lúc này nào dám phản bác, hắn chỉ thở dài sầu thảm. Ta minh bạch, ta tất cả đều minh bạch. Dịch thị, đều tại ta phụ ngươi, thế nhưng ta... Không để cho hắn nói được thêm câu nào, dịch thị lạnh nhạt ngắt lời. Ngươi minh bạch là được rồi. Đã vậy thì bây giờ chúng ta cũng không còn liên hệ gì với nhau nữa. Nói rồi, hắn lại gắng gượng muốn ngồi dậy. Nhưng Hạ Hậu Lan vẫn cương quyết kéo hắn vào trong lòng. Kích động nói. Ngươi muốn đi đâu? Thương thế còn chưa khỏi mà. Không phải là hồi hồn rồi, là vạn sự đã êm đẹp đâu. Dịch thị, ta không cho ngươi đi. Ta quyết không cho ngươi đi. Ta biết. Chỉ cần một lần nữa ta buông ngươi ra, ta sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi. Ngươi cưỡng ép ta sao? Ánh mắt bình thản đối diện với ánh mắt khẩn cầu tha thiết, hàm chứa trong đôi mắt trong suốt đó không hề có một tia ấm áp. Có chăng, chỉ là sự dịu cợt khinh khi. Dịch thị đột nhiên lại ngồi xuống, nhũn nhặn mà nói. Vương gia là chủ nhân, ta là nô lệ, vương gia đã thị uy, đừng nói một dịch thị, kể cả trăm ngàn dịch thị cũng chống đối không được. Hay vương gia lại muốn đem cái gì cải thiện đời sống nô lệ để trao đổi? Dịch thị cũng xin vui vẻ nhận lời. Nhưng vương gia à, người khả năng chiếm giữ được thân xác của dịch thị, nhưng trái tim đã vỡ nát của ta, vĩnh viễn cũng không cho ngươi được đâu. Một cái xác không hồn như vậy, vương gia thật sự còn muốn ta sao? Nếu quả thật là như thế, thỉnh vương gia tùy tiện. Chỉ cần người đừng quên cải thiện đời sống nô lệ thêm một bậc nữa nha. Đôi mắt băng lạnh hoàn toàn không hàm chứa bất kỳ một tia tình cảm nào. Nhưng từ đầu đến cuối trên gương mặt mỹ lệ như hoa kia luôn hé ra một nụ cười quyến rũ mê mị. Dịch thị lại nhấc một cánh tay, chậm rãi, cởi từng nút áo. Dịch thị! Hạ Hậu Lan đột nhiên mà quát lên. Nhưng thật nhanh, những lời tiếp theo tắc nghẹn nơi cuốn họng hắn. Cho đến khi giọng nói bật ra lại một lần nữa, nhộm đầy màu bi thương. Ta van ngươi, đừng có như vậy mà. Ngươi có biết ngươi như thế này, lòng ta cũng tan nát. Ta xin ngươi đó. Theo từng câu nói đứt đoạn, cả người hắn cũng như kiệt quệ, dần dần quỳ xuống bên chân của dịch thị. Hạ Hầu Thư và Vong Nguyệt đứng đó không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài. Dịch thị, hắn thật sự hiểu rõ phải làm sao mới khiến vương gia thương tâm tới cực điểm.
Thế nhưng tình cảnh trước mắt cũng khiến hai người thập phần rõ ràng. Nơi đây hoàn toàn không có chỗ để cho bọn họ chen lời góp ý. Dịch thị thu tay lại, lãnh đạm nhìn nam nhân đầu tóc rối bời, đang tựa dưới chân mình. Trong lòng hắn dâng lên một tia khoái cảm quỷ dị, thế nhưng dường như hỗn tạp sâu trong niềm hưng phấn ấy là nỗi bi thương khôn tả. Hắn không thể lý giải chính mình tại sao lại trở thành như vậy. Mới hơn một tháng trước, ngày đêm hắn chỉ khát khao đến giờ phút này. Nhưng khi thật sự nếm trải rồi, hắn mới đột nhiên minh bạch. Chỉ có thể vì Hà Hậu Lan yêu hắn, cái gọi là trả thù này mới có hiệu quả. Nghĩ tới đây, dịch thị cũng đã vô pháp phân biệt được trong lòng của mình lúc này thật sự là thống khoái hay là thống khổ. Hắn vẫn hận Hà Hậu Lan, đó là điều duy nhất hắn dám chắc vào lúc này. Từ thời khắc Hà Hậu Lan dùng cách nhục nhã kia đầy đọ cha mẹ trước mặt hắn, kể từ lúc ấy, kết cuộc giữa họ cũng đã định đoạt rồi. Mà bản thân Hà Hậu Lan ngày đó bức ép hắn bằng phương pháp tuyệt tình tới vô pháp cứu vãn như vậy, suốt cuộc giờ đây cũng phải nếm trải trái đắng. Thở ra một tiếng thở dài, dịch thị một lần nữa đứng dậy, nhàn nhạt nói. Coi như xong rồi đi, Hạ Hậu Lan, ngươi là Lạc Vương, chỉ cần ngươi phất tay một cái, còn cái loại nam nữ nào mà ngươi không thể chiếm được chứ? Tội tình gì phải ở đây nhận sự khinh bỉ của ta? Còn như ngươi nghĩ ta không chịu tha thứ cho ngươi, nên hạt Định Hồng Châu kia phí cho ta thật vô ích. Vậy ngươi giết ta đi, thu hồi lại Định Hồng Châu. Vạn nhất thu không được, chỉ có thể oán ngươi đặt cược thật dở, mất cái chì lẫn chài. Thế thôi, ngươi quyết định đi. Chỉ có điều là ngươi để ta sống hay ta chết, chỉ thỉnh ngươi hãy trả ta về bên cha mẹ. Vương phủ này của ngươi, ta một khắc cũng không muốn nán lại. Hà Hậu Lan ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn là một vẻ cầu xin tha thiết. Nhưng ngay khi hắn nhận thấy sự kiên định trong mắt của dịch thị, lòng hắn lại minh bạch ý nguyện của dịch thị sẽ không thể vì sự khẩn nài của mình mà thay đổi. Đã đến nước này, muốn lưu hắn lại, chỉ còn một biện pháp. Dù biết điều này chỉ khiến dịch thị càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, thì ngươi phải ở đây điều dưỡng. Hà Hậu Lan đứng thẳng dậy, khôi phục hoàn toàn dáng vẻ uy nghiêm vốn có. Thân thể ngươi hoàn hảo thì chúng nô lệ sẽ yên lành. Ngược lại, ngươi không chịu hảo hảo điều dưỡng thân thể khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng, ta cam kết sẽ đem tất cả nô lệ chôn cùng ngươi. Vì cái gì đến lúc này lại nói ra điều trước kia căn bản không thể tưởng tới? Vì cái gì phải nói ra để chính mình cũng đau đớn tới tận tâm can, đau đến mức hận không thể một khắc buông rơi thân mình cho ngã khuỵu xuống? Thế nhưng hắn không thể để dịch thị cứ thấy sự yếu nhược của mình. Hắn thà để dịch thị đào sâu thêm mối hận, nhưng quyết không cho phép hắn coi thường mình. Chân mày của dịch thị muốn dựng đứng lên, hắn oán hận nói. Hỗn đản, ngươi chỉ biết dùng cách này thôi sao? Không sai, bởi vì ngươi cũng chỉ có một nhược điểm trí mạng ấy thôi. Hà Hậu Lan vừa ôm hắn đặt vào ổ chăn, vừa thản nhiên đáp. Bất luận ngươi nói ta đê tiện cũng được, vô sĩ cũng được, hay cùng lắm ngươi hận ta thêm một chút nữa cũng được. Tóm lại, ngươi phải ở đây tịnh dưỡng thương thế cho tốt. Ta cũng muốn chăm sóc tới khi ngươi hồng hào phúng phính, làm sao cho những vết sẹo này triệt để không còn dấu vết nữa thì thôi. Hắn đưa tay vuốt ve vết thương đáng sợ trên vai của dịch thị, trong mắt lại không kìm được phản phất nóng lên. Nhưng hắn cũng quay đi thật nhanh, quyết không thể để cho dịch thị nhận ra, lại đứng dậy nói. Việc này coi như đã định, không thương lượng nữa. Dịch thị, ta còn có chút việc phải làm, một lát nữa sẽ trở lại xem ngươi uống thuốc. Hắn nói xong, liền dẫn theo Hạ Hầu Thư và Vong Nguyệt rời đi. Bọn hỗn đản hành hạ dịch thị, hắn cũng không có đơn giản buông tha như vậy đâu. Bao nhiêu đè nén ức chế giờ, vừa hay có thể trút cả lên người bọn chúng. Dịch thị tức tới mức muốn chửi đổng, cái tên Hạ Hầu Lan hỗn đản đó, đến nước này còn dám trêu tức hắn. Rõ ràng, chính hắn ta đã đuổi hắn đi, lại giờ còn mặt mũi, hở ra một bộ dáng thâm tình kiên quyết, đòi lưu hắn lại, còn dám dùng tới thủ đoạn hắn hận nhất trên đời. Được lắm, ngươi chờ đó, Hà Hậu Lan, ngươi cứ chờ đó xem, không phải chỉ mình ngươi biết tổn thương người khác đâu. Không sai, ta cũng muốn đem trả ngươi tất cả những thương tổn ngươi gây ra cho ta. Vừa nãy, nhất định là đầu óc của ta đã bị bôi mỡ heo, cho nên mới nghĩ tới buông tha cho ngươi,
để chúng ta không còn dính dáng gì với nhau nữa. Ngươi lại không muốn. Được lắm, được lắm. Vậy ta sẵn sàng cho ngươi nếm trải cảm giác ngày ngày bị ám ảnh, ngập ngụa trong oán giận tới phát điên. Dịch thị sầm xì rủa xả, hai tay cũng thuận tiện mà quờ quạo, lại động tới vết thương khiến cho hắn đau đến trợn mắt. Vài ao hàng lục đục bưng thức ăn tới, đặt lên chiếc bàn gỗ bên trong phòng, rồi các nàng lần lượt bày đồ ăn ra. Nhìn qua, đại thể có thể thấy được mấy món canh đại bổ. Bày biện xong xuôi, một a hoàng cung kính bẩm: "Thỉnh nương nương dùng bữa, bọn nô tài xin chờ hầu hạ." Dịch thị lại một lần nữa trợn tròn mắt: "Các ngươi gọi cái gì? Nương nương?" "Không, nhầm, các ngươi nhầm rồi, nhất định là nhầm lẫn rồi. Ta bất quá chỉ là một tên nô lệ bị vương gia nhà các ngươi bắt ở đây thôi." Hắn còn chưa nói xong, a hoàng lớn nhất đã sợ hãi quỳ xuống: "Nương nương chớ tự coi nhẹ mình, vương gia đã hạ nghiêm lệnh. Từ nay về sau, người chính là vương phi nương nương của vương phủ. Trong phủ nếu có ai dám bất kính với người, sẽ phải chịu sự phạt như tội bất kính với vương gia. Bất quá danh phận chính thức còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Cho nên nương nương..." A Hoàng đang nói, bị giật mình khi nghe thấy tiếng dịch thị giận dữ hét lên: "Được rồi!" Hắn tức tối, giật rớt cả bức màn lụa bên giường, lại bực bội lầm bầm: "Hạ Hầu Lan, ngươi nghĩ cái trò hết đám lệ so này làm với ai cũng được hay sao? Ngươi mơ tưởng, hỗn đảng. Ngươi tôn ta thành cái gì hả? Lại còn là vương phi, ta phỉ nhổ vào." Đám nhà hoàn quanh đó đều giật mình, bụng bảo dạ. Cái tên nô lệ một bước tới trời này thật quá mức không biết tốt xấu. Bộ dạng dù cũng đẹp đẽ nhưng cũng đâu có phải là vô song. Thật không hiểu vương gia thấy hắn vừa mắt chỗ nào. Có điều mấy lời này không một ai dám nói ra miệng. Đại nha hoàng ban nãy lại nói: "Nương nương chờ một lát thôi, vương gia hẳn sắp tới rồi." Nàng ta vừa nói xong đã thấy Hạ Hậu Lan thông dong tiến vào, lại quay sang bảo nàng: "Đi đi, đi gọi hai vị chủ nhân khôn khéo hiểm độc của các ngươi lại đây cho ta." Đám nha hoàng giật thót mình, các nàng đều biết vương gia uy nghiêm, thế nhưng ngữ khí lạnh lẽo của hắn vừa rồi quả thật tới hôm nay mới là nghe thấy lần đầu tiên. Đại nha hoàng không có dám chậm trễ, vội vàng lui xuống, nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy nàng ta lảo đảo chạy về, thở không ra hơi, miệng hào hển nói: Vương gia, hai vị phu nhân thắt cổ rồi. Nô tỳ chạy tới nhưng mà bọn họ đã đoạn khí rồi." Hạ Hậu Lan nghe tin thoáng chốc lặng người, một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói: "Các nàng một đời giả hoạt tâm cơ, cả giờ chết của mình cũng thật nhanh đoán biết trước được." Lại quay về phía dịch thị, liền thấy một tia thương xót vừa ánh lên trong mắt của hắn, trong chốc lát đã tiêu thất. Hạ Hậu Lan lập tức minh bạch trong lòng hắn đang nghĩ gì, đành cười khổ hỏi dịch thị: "Ngươi phải chăng cho rằng ta thật vô tình, thị thiếp từng đầu ấp tay gối, bao nhiêu năm chết đi mà cũng không có một chút thương tiếc, lại nói những lời ấy đúng không?" Dịch thị trong bụng nghĩ thầm: "Ngươi cũng hiểu vậy sao?" Nhưng ngoài miệng hắn chỉ lạnh nhạt đáp: "Đó là chuyện trong nhà của ngươi, đối với ta cũng chẳng liên quan gì." Hạ Hậu Lan nhìn thấy thái độ của hắn đối với mình như người xa lạ, một điểm cũng không có tỏ ý quan tâm, trong lòng hắn lại càng thêm tuyệt vọng. Hắn hiểu rõ tính cách của dịch thị, giả như hắn gào thét đánh chửi mình, họa may sự tình còn có cơ hội cứu vãn. Khi ấy, chỉ cần hắn chân thành nhận sai, rồi bằng mọi giá trước hoàng thượng và quần thần, chân chính thú dịch thị. Thành thân rồi, kiên nhẫn thêm một đoạn thời gian nữa. Con người dịch thị vốn rất là dễ mềm lòng, nhất định sẽ tới lúc tha thứ cho hắn. Thế nhưng hôm nay dịch thị đối diện với hắn chỉ có một vẻ vô ái vô hận, giờ khiến hắn hồi tâm chuyển ý còn gian nan hơn gấp trăm ngàn lần. Nghĩ tới đây, lòng dạ của Hạ Hầu Lan không khỏi quặn đau. Hắn cúi đầu, run run mà hỏi: "Dịch thị, ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút nào cũng không muốn nhìn thấy ta?" "Phải, ta biết đều tại ta hiểu lầm ngươi, ta đáng chết, ta vạn lần không nên đem cha mẹ ra bức ép ngươi. Nhưng dịch thị à, có ai không từng sai lầm chứ? Không lẽ cả đời ngươi chưa bao giờ phải hối hận sao?" "Có." Dịch thị thẳng thắn gật đầu, đã thấy Hạ Hậu Lan mừng rỡ ngẩng đầu lên. Hắn liền không chút lưu tình mà nói tiếp: "Cuộc đời ta, điều duy nhất khiến cho ta hối hận, đó là từng yêu ngươi." Hắn nói tới đây thì lòng bàn tay đã bóp chặt lên đầu gối,
câu tiếp theo buông ra dường như thật vội vàng. Đương nhiên, đến giờ điều ấy đã không còn tồn tại nữa rồi. Hạ Hậu Lan thoáng chốc đờ đẫn cả người, rồi chỉ lặng lặng quay đầu đi, chậm rãi ngồi xuống bên bàn. Được rồi, tới ăn chút gì đi, đồ ăn đều nguội cả rồi. Hắn nói xong, liền tự tay múc một bát canh gà, lại tỉ mỉ lừa thật nhiều dược liệu đại bộ vào bát. Dịch thị nhìn động tác ôn nhu của hắn, thoáng chốc trước mắt như hiện ra hình ảnh đêm nào mình về thăm nhà, vội vội vàng vàng hồi phủ. Nam nhân khi ấy hồn nhiên như một hài tử, còn hí ha hí hẩn bưng ra tổ yến hắn lấy được từ chỗ Tào Đại Tru. Hắn chợt bật ra một nụ cười tự diễu, mình ngốc nghếch, tới giờ còn chưa học được bài học hay sao? So với hình ảnh cha mẹ khuất nhục bị bắt trói sau Bình Phong hôm ấy, những ký ức này bất quá chỉ là một chuyện trào phúng mơ hồ mà thôi. Một lần nữa Dịch Thị lại lờ đi ánh mắt mong mỏi của Hạ Hậu Lan, cắm đầu ăn cho xong bát cơm, cả canh cũng uống sạch sẽ. Vừa đặt bát xuống, chợt nghe thấy tiếng Hạ Hậu Lan trầm trầm nói. Dịch Thị, sở dĩ ngươi không dưng lại gặp tai ương như vậy, còn liên lụy đến cả tính mạng. Tất cả nguyên nhân là bởi vì san hô và yến niếp, mua chuộc đám quản nô, phân phó bọn họ tìm cơ hội dồn ngươi vào chỗ chết. Hôm nay nghe tin ta bắt giam tất cả đám hỗn đạn đó, các nàng có lẽ đã tự biết mình đã bị bại lộ, sợ bị trị tội cho nên mới tự vẫn. Kỳ thật, Hạ Hậu Lan cũng hiểu, nói ra những cái lời này tuyệt đối không cải thiện được chút nào hình ảnh tồi tệ của mình trong lòng Dịch Thị. Thế nhưng, hắn thật không thể nhẫn nhịn được nữa. Dịch Thị trầm mặc hồi lâu rồi chợt ai oán than lên. Hà tất phải như vậy chứ, một đời bình bình phàm phàm trôi qua không phải vẫn rất tốt sao? Hà tất gì phải giam mình trong cái lồng sa hoa này rồi toan tính hại người. Các nàng cũng là kẻ thông minh, nhưng vẫn nhìn không thấu được cục diện chân chính của vương phủ này. Lồng sắt là lồng sắt, cho dù nó có trang hoàng lộng lẫy đến đâu đi nữa, thì nó cũng chỉ là một cái lồng mà thôi. Hạ Hậu Lan lúc ấy mới lên tiếng. Các nàng nếu chỉ đơn giản toan tính cho mình thì thôi cũng vậy, nhưng đáng trách lại là mang tâm địa hại người. Hôm nay nếu như các nàng không chết, ta cũng không thể dung thứ cho các nàng ở lại vương phủ được nữa, bằng không vương phủ sẽ không có ngày được an bình. Hắn nói tới đó, lại nhìn Dịch Thị, chợt thở dài. Nhưng ngươi cũng vậy, nếu ngài sơ thức, ngươi cũng mang tâm địa bất lương hay làm ra những hành động tàn khốc, ta đã không thể nào trăm phương nghìn cách sủng ái ngươi đến như vậy. Đáp lại hắn, Dịch Thị bật ra một tiếng cười nhàn nhạt. Hành động tàn khốc, Hạ Hậu Lan, vậy ngươi là hạng người lương thiện gì vậy? Ngày đó cha mẹ ta bị trói sau Bình Phong, không phải ngươi xem thấy rất là cao hứng hay sao? Lúc ấy chẳng phải ngươi rất mực cho rằng ta mang tâm địa bất lương, vọng tưởng leo cao ư? Hạ Hậu Lan à, kỳ thật luận tàn khốc, còn ai có thể so bì được bằng với ngươi chứ? Hắn nói xong, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Hậu Lan vẫn còn đang đờ người, á khẩu. Lại coi như không thèm để tâm, thong thả đứng dậy bước lại giường. Chỉ có điều ép mình nằm xuống, nhưng không sao dặn được tâm tư cuồn cuộn rối bời, vô luận thế nào cũng không có ngủ được. Trong phòng chỉ còn lại những tiếng động phát ra từ đám nha hoàn đang dọn bàn ăn. Một lúc sau, cả đám a hoàn cũng rời đi. Bên tai Dịch Thủy nghe rõ mồn một tiếng bước chân của Hạ Hậu Lan tiến về bên giường. Tầm mắt nóng bỏng dây dứt hồi lâu dừng ở trên đầu của hắn. Hắn thậm chí còn cảm giác được cả hơi thở của Hạ Hậu Lan phả xuống mặt mình. Chỉ là tất cả cuối cùng chỉ tụ thành một tiếng than khe khẽ, rồi tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Chốc lát sau đã tiêu thất khỏi căn phòng. Dịch Thị thở ra một hơi nhẹ nhõm, khi ấy mới phát hiện lòng bàn tay của mình nắm chặt từ lúc nào. Hắn trở mình, hướng mắt nhìn ra cánh cửa Hạ Hậu Lan vừa bước ra. Ngây ngẩn một hồi lâu, rồi chợt nhếch một nụ cười nhạt nhẽo, miệng thì thầm. Đừng nên lãng phí tâm tư nữa Hạ Hậu Lan, chúng ta ân tình đã tuyệt. Giờ còn muốn chân ái giả ái mà làm gì nữa? Người đối với ta nếu thật sự còn một mảnh chân tình, tất cả hãy buông tay. Hạ Hầu, ngươi rốt cuộc sẽ buông tay thôi. Ta chờ ngày đó